Anh em đã quay trở lại chương trình của Basara Team thì vì sau 3 tuần anh em nghỉ Tết như nào? Chắc là vui lắm phải không? Chắc là cũng nhiều lì xì đúng không? Thì sau 3 tuần quay trở lại lần này thì giọng mình có phần hơi khác. Hôm nay mình sẽ quyết định làm một video và đồng thời luôn là debut luôn cái shop của mình. Mình sẽ mình với cả một đối tác của mình nữa sẽ thành lập một cái shop bán đồ retro, gọi là bán cái gọi là phụ kiện từ thẻ nhớ đến tay cầm các thứ, từ các hệ console cho đến nam của Nintendo này, Sega này, Xbox này, của PlayStation. Thì nếu như anh em mà có quan tâm thì mình sẽ để lại link, và đúng đến cuối tuần này thôi mình sẽ để lại cái link của cái video này. Nhầm, khoan khoan đã, quên, chết chết chết, của cái link của cái shop trên Shopee đó. Thì hôm nay thì mình tiện thể đây luôn, thì mình có đã đập hộp, mình đã đập hộp sẵn rồi. Hôm nay mình đi chợ mình mua được nhiều thứ, anh em để biết là mình đã đập hộp cả đống này trước khi về. Tuy là sorry anh em, tuy tuy là mất gọi là tuy đôi khi nó hơi mất hứng một tí, nhưng mà thực sự thì đây 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 mình nói là một những trong những cái món đồ cực kỳ giá trị luôn. Thì mình sẽ đập thử cho anh em xem. À không, đập cái mẹ gì nữa. Đây rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ok, như anh em có thể thấy là đây là hộp mình đã đập hộp ở đây. Và bên trong thì có rất là nhiều đồ, gọi là đồ cực kỳ ngon luôn. Và trước hết thì mình giới thiệu cho anh em một cái bảo bối. Một cái bảo bối. Đương nhiên là hàng này là hàng để bán, nhưng riêng có một thứ là mình mèo bán đâu, cực kỳ giá trị. Đó là cái đĩa này. Nếu mà anh em chưa biết ấy, thì đây chính là đĩa game Doom 3. Một trong những tựa game chuyển hệ, chuyển mình từ từ 3D cũ kỹ trên hệ máy SNES và con PlayStation. Nghĩa là một cái đồ họa 3D 32 bit và chuyển lên một cái đồ họa 3D tuyệt đẹp như cái con game này. Và anh em yên tâm một điều, con game này chỉ có trên Xbox Classic thôi và PS2 không có đâu. Và Xbox 360 cũng hình như cũng có một bản sau đấy, nhưng mà bản remaster thì không hề hay rồi. Đây là phiên bản được phát hành cho PC và Xbox Classic. Mình thì mình đang sở hữu cái phiên bản Xbox Classic. Con này lại thậm chí là còn hệ NTSC nữa, anh em thấy con này cực kỳ giá trị luôn. Và mình sẽ khui cái đĩa này cho anh em xem. Và đấy, còn nguyên trong này luôn. Đấy, anh em để thấy là xuất bản của Vicarious Vision này, ID Software và Activision. Đấy, anh em thấy. Và đây đây là một trong những game chỉ có trên Xbox Classic và PS2 không hề có cái game này. Cho nên đây là một điều tổn thọ và tổn thất cực lớn. Và mặc dù nhà mình có con PS2 ở đây, nhưng rất tiếc game lại không phát hành cho nó. Thì đây là một tựa game rất là hay, được phát hành vào năm 2005. Chính xác là năm 2005. 2005 cho hệ máy Xbox Classic, và bản 2004 thì lại là bản phát hành hệ máy cho PC. Chúng ta sẽ mở cái hộp này xem chúng ta có gì nhỉ? Wow. Mình đã mở ra. Đây anh em có thể thấy đây là mình đang khui vào hộp bên trong cái này, thì chúng ta có thể thấy là ở đây có một cái book. Đây rất giống cái khuôn mặt thằng cái con quái vật ở trong Doom, Doom bản đầu tiên. Rất giống, khá giống. Và đây là một cái book hướng dẫn cách chơi, luật chơi, một số thứ, ví dụ như là đây. Đấy, những cái hướng dẫn ở đây. Và đây là một cái đĩa. Cái đĩa này thì phải nói là thực sự là mình rất ấn tượng. Mình rất ấn tượng với cái người bán cho mình, vì đây là một đĩa gần như còn nguyên vẹn đến 90%. 90%. Tại vì nó chỉ có hơi một tí xước thôi, nhưng mà cái đĩa này gần gần như là nguyên vẹn. Nói thật với anh em thế, mặc dù mình biết đây đĩa second hand, đĩa người còn cần cái nguyên vẹn. Và đây, đây là đĩa gốc. Đây là một trong những đĩa mà mình đã chờ bấy lâu nay. Một trong những đĩa mình chờ bấy lâu nay. Riêng Xbox Classic thì tại sao mình lại thích sưu tầm cái mảng này hơn và cả Xbox hơn? Tại vì đơn giản là Xbox Classic là một trong những hệ máy ít ít được phổ biến ở Việt Nam. So với PS2, PS2 thì nếu như chúng ta có thể mua trong Nam thì chúng ta có thể mua rất là nhiều đi PS2. Nhưng mà đi Xbox Classic thì không nhiều. Đặc biệt là tìm những tựa game độc quyền đó thì cực kỳ ít. Ví dụ như tựa game này, Doom. Sắp tới đây nếu mà mình cơ hội thì mình cũng cố gắng săn cho mình một cái tựa game nó tên là Sid Meier's Pirate.
Thì nếu như mà mình săn được thì mình sẽ làm một cái video, một sự kiện rất là lớn. Ok, hàng ngày không phải để bán đâu nha anh em nhé. Ok, tiếp theo là đây là một trong những món hàng mình sẽ bán ở trên shop của Shopee của mình. Và từ đây chút chút để mình bỏ hết những cái quần què ra. Ok, rồi món hàng thứ hai xin giới thiệu anh em, đây là cái ổ cắm tín hiệu cho con Xbox Classic, nhưng mà đây là ổ cắm đầu ra Compo men, hình ảnh chất lượng sẽ rất tốt. Cái đầu này tại sao nó lại hiển thị tốt hơn, tại vì là như anh em đã biết đấy, cái độ phân giải của AV ấy thì không thể nào bằng được Compo men được. Và Xbox thì ngay từ đầu nó đã có những cái phụ kiện là như này rồi, đầu ra Compo men rồi, hình ảnh ra rất đẹp. Vì bản thân nếu mà anh em có thể lên trên mạng mà xét về cấu hình của Xbox Classic ấy, thì cái cấu hình nó mạnh hơn PS2 rất là nhiều, và đặc biệt là cái GPU của nó thì lại dùng của Nvidia, trong đó cái con PS2 của mình này đâu có dùng Nvidia đâu. Cho nên là PS2 nếu mà nói thẳng ra thì nó xử lý không tốt lắm với những tựa game FPS như tựa game bắn súng. Nhưng mà riêng Xbox Classic này, những tựa game như này, đúng là phải mình nói thật, đúng là nên phát hành trên Xbox Classic hơn là PS2 thật. Đó là câu chuyện của quá khứ thôi. Ok, và đây sẽ là món hàng đầu tiên mình sẽ đăng lên trên Shopee để mình bán. Đây chính là cái dây Combo Man, để cho những anh em nào mà mua Xbox nhưng mà méo có dây. Ok, tiếp theo là một món hàng dưới đây, món hàng thứ hai sẽ xuất hiện trên Shopee của mình, và anh em nhớ xem vào, nhớ chào đón, và mình sẽ khai trương vào tuần sau. Mình sẽ khai trương và bắt đầu đăng hàng lên bán vào tuần sau. Ok. Ok, món hàng thứ hai. Wow, đúng như mình mong đợi. Đây chính là tay Xbox Classic. Anh em thấy là nó khá là giống so với cái tay của 360. Đây là con đây đây là tay ép rồi, không phải tay tay đúc rồi. Cái tay đúc thì to tổ bốn mày ra. Nhưng mà anh em cầm không không cầm được, chờ chút để mình sẽ lấy cái tay Xbox 360 để mình so sánh. Sorry, sau khi quảng cáo 5 phút. Ok. Và đây là cái tay Xbox 360 của mình. Anh em thấy là so với cái tay này thì cái tay này to tổ bốn mày ra và nó cực kỳ to luôn. Nếu mà xét về cái cơ ấy, anh em nhìn này, hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Cái con tay này thì nó khác so với con Xbox 360 một cái là nó có một cái thẻ nhớ di động. Cái thẻ nhớ di động này là điểm gì? Cái thẻ nhớ di động này thì nếu mà anh em nào mà có sưu tầm Xbox ấy thì anh em sẽ biết là cái thẻ nhớ di động này ấy, cái chức năng của nó ấy, thì đúng chính xác là để sao chép dữ liệu từ cái ổ cứng, vì con này nó khác với PS2 đó là nó không hề có thẻ nhớ, mà con này thì nó chỉ có thẻ nhớ ở tay cầm mua thêm thôi. Ví dụ như là chúng ta chơi trên hệ máy khác của chúng ta bán cái máy đấy đi rồi, nhưng mà chúng ta muốn gọi là sao lưu dữ liệu lại thì chúng ta để cắm cái thẻ nhớ vào đây. Cái thẻ nhớ của nó nha anh em nhá, cái chân này nhá, cái chân nó như cái chân này này, cắm vào đây, và sau đó chúng ta sẽ sao lưu dữ liệu từ cái dữ liệu đó qua cái tay cầm, và sau đó khi mà chúng ta mua máy mới thì chúng ta có thể dùng cái đấy và cho lại vào ổ cứng, bắn lại vào ổ cứng. Thì xét về cái tay này thì nói thật với anh em thì cái tay này nó, thứ nhất là cái đầu này nó hơi bị mỏng tí, nhưng mà không sao, rất là tốt. Mình test thử. Đây, anh em để thấy nghe nghe tiếng này. Mặc dù đây là tay fake rồi, nhưng mà anh em để xét về cái cỡ thì nó không khác nhau là mấy. Hoàn toàn có khác nhau là mấy. Nó vẫn có cái đặc tính của Xbox. Nó có cái đặc tính của Xbox. Chỉ khác là con Xbox Classic thì phím Start và phím Go nằm ở đây. Và mẫu của 360 sau này thì nó lại nằm ở đây. Đấy. Về xét về các phím cò thì con này nó thua xa về PS2. Nếu như chúng ta có thể lấy tay PlayStation và chúng ta so sánh thì chúng ta có thể thấy là con PlayStation PS2 đó, tay đua số 2 ấy, thì sẽ có đến 4 phím cò. Nhưng mà con Xbox Classic này nó chỉ có 2 phím cò thôi. Sở dĩ tại sao nó lại có cái thiết kế theo cái kiểu dở hơi như này, để mình sẽ lấy một thứ để cho anh em xem. Đây rồi, chính xác có là mình liên tưởng với cái tay này, anh em thấy không? Cụ tổ của tay Xbox chính là cái tay này, Dreamcast này, tay Dreamcast này chính là cái tay mà mình sở hữu.
Tại vì đơn giản thế này, anh em thấy là điểm rất giống nhau. Đấy, từ đời ông sang đời cháu. Hai ổ thể 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 nhớ đây. ABG nhưng chỉ khác là của Xbox có thêm một cái analog ở đây. Gần giống đúng không? Khá là giống. Khá là giống với cái thiết kế. Chỉ là của Xbox thì nó thiết kế khác đi thôi. Đấy. Một điều mình cực kỳ thích đó là cái phím cò của cái con này rất là nhạy. Anh em để nghe tiếng. Nên ta gửi dây đàn đấy. Nó cũng nhạy như con 360 của mình thôi. Nhưng mà Xbox 360 thì sau này sẽ được sau sau Xbox 360 thì mới cải tiến thêm hai thứ này. RBLB. Ngày trước con này chỉ có RT và LT thôi. Đấy. Đó là một điều rất khác. Thì mình chưa công bố giá vội. Nhưng mà hai sản phẩm này sẽ là hai sản phẩm đầu tiên mình đưa lên trên Shopee. Và sắp tới đây sẽ có một đống sản phẩm, một đống lô hàng nữa về. Và mình sẽ đăng trên Shopee sớm nhất có thể để anh em có thể xem mà anh em để yêu thích và anh em để mua cho mình một cái phụ kiện mà mình yêu thích. Ok. Và video này của mình kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nhớ like, subscribe và đừng quên tuần sau để nó xem shop của bọn mình nhá. Bye bye. Maru, is out.